À, thì Nhã Hương có được xem qua một số tác phẩm của chú thì đặc biệt trước hết là Nhã Hương cảm thấy rất là khâm phục cái tấm tranh mà Vượt Biển. À, cái tấm tranh đó Nhã Hương thấy con thuyền nhỏ mà nó ở trong một cái sóng lớn. Cảm thấy khi mà mình nhìn vào mình không biết phải nói là cảm giác như là mình đang thực sự mình đang ở trong cái vùng nguy hiểm đó luôn mà không biết làm thế nào tâm tình nào mà đã đưa chú làm ra cái tác phẩm như vậy. Nói thật sự ra tôi đi theo cái diện mà HO, thành ra nói thật sự thực tế tôi không biết cái vượt biển nó như thế nào, nhưng mà trong cuộc đời quân ngũ thì tôi cũng đã từng đi hành quân trên tàu đó, cũng thành ra cũng có biết chứ không phải đại khái thôi. Nhưng mà cái nguy hiểm đó thì nó không bao giờ có trên vấn đề thiên nhiên đó. Thành ra vấn đề đó tôi qua những cái truyền thông hay là bạn bè nói vượt biển như thế nào, rồi hình ảnh những người vượt biển như thế nào, rồi mình thấy cái tâm mình nó động thôi. Thành ra tôi thấy rằng bây giờ nếu mình làm ra một tấm tranh á, một chiếc thuyền hay là vượt biển mà bị sóng không, thì nó chưa gom đủ hết ý nghĩa của một cái người Việt Nam mà tị nạn. Dạ Do đó tôi phải gom hết những, đi theo sưu tầm kiếm coi những cái hình nào về bị sóng, rồi tàu bị chìm, rồi những người cần phải đang cầu cứu, rồi những cái tấm tranh mà được những cái tàu ngoại quốc cứu người Việt mình. Do đó tôi gom vô một tấm tranh để cho nó đầy đủ hết cái ý nghĩa của người thuyền nhân mà chịu khó khăn để mà vượt biển và tìm tự do. Đến với tác phẩm Vượt Biển, người thưởng lãm có thể sẽ không kìm được nước mắt khi thấy lại khung cảnh hải hùng của những thuyền nhân đi tìm tự do năm xưa. Trong tác phẩm có những cơn sóng cuốn, có những mảnh vỡ nơi mạn thuyền, những đôi tay kêu cứu, có cả những chiếc thuyền cứu hộ của quốc tế. Chủ đề này mặc dù đã được các bộ môn nghệ thuật khác tái tạo lại rất nhiều như tranh vẽ, tượng đúc đồng, vân vân, nhưng nhìn chung thì tác phẩm điêu khắc gỗ của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Ngộ vẫn có sức sống riêng biệt của nó. Thủ pháp chìm, nổi đã được khai thác triệt để, tạo cho người xem cảm giác như đang hòa mình vào tác phẩm, và đó cũng chính là điều hết sức đặc biệt của nghệ nhân. Bất cứ bộ môn nghệ thuật nào cũng đều có quy trình chế tác, và nghệ thuật điêu khắc gỗ cũng không vượt khỏi quy luật đó. Bước đầu vẫn là ý tưởng sáng tác, rồi sau đó là chọn lựa gỗ. Tuy nhiên, với thực tế tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, nên nếu tác phẩm không đòi hỏi yêu cầu cao, nghệ nhân thường tận dụng các loại gỗ đã qua sử dụng, rồi sau đó tùy theo hình dạng chất liệu sẵn có mà chế tác. Thứ gỗ nào tôi cũng làm hết, cứng mềm hay là có dân hay không có sớ, thì thật sự những cái có gỗ mà có dân có sớ mình phải tùy thuộc theo đó. Có nhiều khi khắc ngược chiều này á, thì nó lại vướng cái dân gỗ, khắc ngược chiều kia nó lại hướng cái dân gỗ khác. Thành ra do đó mà tùy theo cái dân gỗ mà mình khắc. Thành ra tôi thấy bề nào tôi cũng làm được hết. Mình muốn khắc đó phải dòm tấm hình đó, nó gồm có mấy mấy tầng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, cái chìm, cái nổ kế để nó ra một cái tấm tấm tranh mà mình điêu khắc. Rồi tấm gỗ mình lựa, cái gỗ nó dày cỡ nào, tại nó cần tấm dày đó để thấy cái chiều sâu của mặt biển, như mình dòm ở đây thấy từ mình đó tới cái chân trời đó là nó cỡ nào đó. Rồi cái hình đó mình phải gom cái hình từ cái thuyền mà nhỏ lúc bị sóng, rồi thuyền bị cướp biển đó, cũng nó bị sóng, thành ra nó mình chỉ thấy mờ vậy thôi đó, không thể nào mà khắc nó rõ được, nét được hết. Thành ra chỉ khắc sao đại khái mình dòm vô là thấy bị cướp biển vậy thôi đó. Thành ra mình phải phân nó ra từ đoạn từ đoạn. Trước tiên á, là mình phải vẽ ra một cái tấm bản thảo nữa. Chẳng hạn như tấm dán nó dài bao nhiêu hay nó cao cỡ nhiêu đó, mình phải kiếm một miếng giấy mờ đó, vẽ nó lên, phát thảo nó lên trước, lên cái hình nó vậy vậy, rồi mình muốn thêm cái hình nào vô mình vẽ nó lên nữa. Rồi mình mới có tấm dán, rồi mình mới can kê cái hình nó vô tấm dán. Vô tấm dán xong rồi á, khi mình lấy ra, khi mình bắt đầu làm á, thì phải đục móc hết những cái hình mà những cái miếng dán mà sâu nhất á, lấy nó ra. Rồi những cái nào từ lớp mà khắc ra tấm hình nó, mà mình mới thấy hình này trước, hình này sau, hình này kế ra tới hình cận. Không biết đối với cuộc sống ở nước Mỹ trong thời gian đã hơn 20 năm ở đây rồi, thì bác đã gặp qua những khó khăn hay những lúc nào mà bác cảm thấy buồn trong cuộc sống, và bác đã đặt tâm tình đó vào trong những tác phẩm của mình hay không?
gần như là bác nghĩ cái gì vậy hết, cái gì mình tươi vui chứ không bao giờ nghĩ tới đề gì buồn hết. Trong gia đình vậy á, lúc nào cũng mong con cái nó sống cho gọi là thoải mái, và không có cái gì bất cứ ai mà có buồn phiền gì nên tha thứ, nên bỏ hết những đó để mình nâng lên. Cái đó cũng như là cái nền tảng cho con cháu nữa sau này. Cái sứ mệnh là lúc nào mình cũng phải cái nghĩ tới cái tươi sáng hơn là nghĩ cái buồn phiền. Cái buồn phiền cho nó qua đi. Chẳng hạn như cuộc đời của bác ở trong quân ngũ hay là khổ cực hay là tù cải tạo gì, cho nó qua dĩ dãn hết. Đó, nghĩ tới cái tương lai hơn là cứ ôm cái dĩ dãn mãi. Nhưng mà Nhã Hương được xem một số tác phẩm của cô bác thì Nhã Hương được biết đó là trong một số tác phẩm đó đã có để lại những nơi mà đã từng làm việc hoặc là những nơi mà đã từng ghi dấu những cái sự kiện quan trọng của gia đình, giống như là cái bệnh viện mà nơi đứa cháu đã sinh ra. Bác có thể chia sẻ một chút không ạ? Cái thứ nhất nói về đề đó thì cái thứ nhất là cái tấm tranh mà chú mới qua rồi chú đi làm á, thì qua được hưởng cái tiền trợ cấp là một năm, nhưng mà có mấy tháng rồi chú xin đi làm. Thì đi làm vô làm cho cái hãng quen với House Recycle á, thì vô làm đó thì chú bắt đầu vô chỉ có một hãng làm tới khi chú retire, là làm luôn tức là 10 năm. Thì khi mà chú retire á thì chú muốn để lại một cái kỷ niệm nào đó cho hãng. Thật ra mình giờ có cái nghề vậy mới thấy giờ đi kiếm một miếng dán của ba lết mà nó recycle của hãng á. Những cái ba lết lớn người ta thì mới rằng cấp á. Nhưng mà phải kiếm miếng dán. Dán nó thường thường nó là dán ép, nhưng mà kiếm một miếng dán gọi là dày, nó dày cũng ít nhất cũng cỡ này, cỡ chừng 2-3 inch. Mình mới khắc được một cái hình của cái công ty, vì công ty nó lớn chứ đâu phải nó nhỏ. Rồi bác đã trao tặng lại cho công ty. Trước khi chú retire chú mới tặng lại công ty. Một điều rất là vui. Công ty thì khi thỉnh thoảng có ghé thăm thì cái công ty đó nó treo ở tại văn phòng. Rồi sau này cái công nó dời lại cái công ty mới thì ông giám đốc ông có mời chú lại khắc cho cái công ty mới nữa. Tấm đó thì lại chú không có chụp hình lại, mới khắc thêm một tấm nữa gửi công ty. Người ta thích người ta luôn giữ lại. Đúng như những gì bạn bè nhận xét về ông, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Ngộ hầu như không muốn nói nhiều về bản thân mình. Ông thường lảng tránh những câu hỏi có tính cách tôn vinh bản thân và chỉ thích thú với những câu hỏi mang tính nghề nghiệp hay gia đình. Một đời dành trọn cho con, và khi con đã nên người, tạo lập gia đình riêng, ông cũng có những tặng phẩm rất đặc biệt. Kề vai sát cánh cùng ông là người vợ đảm đang và chung thủy. Những ngày tháng ông xa nhà, bà đã chăm lo cho con, và đến hôm nay, với mức thu nhập khiêm tốn, bà cũng dành dụm để phụ giúp ông mua gỗ chế tác tranh. Với câu hỏi vui của chúng tôi, bác suy nghĩ gì khi những đồng tiền mua gỗ, chạm khắc tranh ra đi không trở lại? Bà chỉ mỉm cười và nói, vui thì được rồi, có gì đâu mà phải bận tâm. Tất cả chỉ có thế mà thôi. Và chúng tôi chợt hiểu, niềm vui của người lớn tuổi bề ngoài có vẻ rất đơn sơ, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự sâu sắc đến cao cả của tình người. Thì thật sự ra cái nghề của chú á, nếu mà chú muốn trên vấn đề thương mại á, thì có nhiều người cũng nói tại sao chú không làm thương mại, nhà hàng khác ra rồi đúc ra hay đổ khuôn ra này kia để mà bán thương mại, hay là những cái tấm tranh về cưa lỏng rồi này kia mấy đó để bán ngoài để kiếm tiền. Nhưng mà chú lại không thích, chú chỉ thích làm để mà để lại cái kỷ niệm về sau thôi. Thành ra những cái gì mình chú làm, chú muốn là nó có cái giá trị về sau hơn là thương mại. Thành ra chú mới làm vậy thôi. Còn cái vấn đề thành ra những cái tác phẩm của chú không muốn bán, là muốn chỉ là để tặng cho những cái chỗ nào mà mình thấy thích hay là chỗ nào còn có thể lưu niệm lại về sau thôi. Chứ cảm thấy như mình đặt tâm tình cho nó để cho tặng chú. Chẳng hạn như tấm tranh mà tòa tháp đôi, trong ý tưởng chú là muốn tặng cho trên cái thành phố New York. Nhã Hương không biết
có một chút hiểu rồi, nhưng mà muốn hiểu rõ hơn về cái tình cảm của chú dành riêng cho nước Mỹ như thế nào. Trong lòng chú hồi còn Việt Nam là cái tương lai của con cái. Do đó qua được bên đây chú đã cố gắng để mà động viên con cái để mà nó thành đạt. Thì cái sự thành đạt của nó đã nói lên một phần cái tâm tư của mình. Thành ra cái nước Mỹ là cái nước, cái quê hương thứ hai là mình biết ơn cái nước Mỹ. Yeah. Đã là một cái nước mà cưu mang cái số người Việt mình tị nạn qua bên đây rất đông và thành đạt cũng rất nhiều. Yeah. Trên mọi phương diện. Thành ra chú cảm thấy rằng mình biết ơn cái nước Mỹ. Thành ra chú những cái suy nghĩ hay những cái tác phẩm chú làm đó, là những biến cố hay những cái gì xảy ra trên nước Mỹ mà mình động tâm là mình phải làm ra để cũng như biết cảm ơn tới cái nước Mỹ và để lưu lại về sau. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Và qua phóng sự Sài Gòn TV thiết nghĩ, tưởng nhớ ân tình của những đoàn thể, những cơ quan thiện nguyện, những người bạn tốt đã giúp đỡ chúng ta an cư lạc nghiệp là một việc làm hết sức đúng đắn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên nhân rộng ý thức này ra để giới trẻ Việt đang sống trên đất Mỹ hiểu và có động lực cống hiến hơn. Xin cảm ơn và cảm ơn nhiều hơn nữa đến ông bà Nguyễn Ngọc Ngộ. Kính chúc ông bà ngày càng dồi dào sức khỏe, sống vui, sống trường thọ để thực hiện thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật cống hiến cho đời. Có bao giờ trong cuộc sống mà chú nghĩ là mình sẽ điêu khắc một cái gì đó cho riêng chính bản thân của mình không? Thật sự là trong bụng, trong ý nghĩ của mình á, trong của chú á, không bao giờ nghĩ tới mình làm cái gì cho mình á. Vì cái gì của mình á mà nói ra á thì thật sự ai biết nè. Thật sự ra mình biết mình thôi. Yeah. Chứ mình nói ra mình á thì thật sự không tốt. Cái gì mình đề cao mình quá cũng không được. Thành ra chú không muốn. Yeah. Thành ra mình âm thầm mình làm những cái gì mình thích làm thôi. Do những cái suy nghĩ, cái tâm mình làm thôi. Yeah. Chứ còn không muốn ai biết tới. Giống như là cuộc sống này là cho chung cho mọi người, chứ không phải cho chính tôi. Nhưng tôi cảm thấy những gì mà chú đã làm, những cái gì mà nơi chú đã đi qua, những gì trong cuộc sống mà chú để lại như những tác phẩm, đó là một điều rất là đặc biệt mà nhiều khi đối với những người như Nhã Hương, nhiều khi muốn làm cái gì đó không thể làm được. Nhưng mà chỉ trên bàn tay nghệ nhân của chú thì chú đã thể hiện những tác phẩm của mình. Thì không biết là trong tương lai chú có nghĩ mình có thể thực hiện những tác phẩm khác hay không? Thật sự ra trong lòng á, muốn làm nhiều cái lắm nhưng mà không biết cái sức mình còn làm được không. Yeah. Nay thì cũng đã 70 rồi, đúng không? Tay cũng hơi rung, mắt cũng hơi mờ. Thành ra trong bụng thì thật sự ra còn ý nghĩ làm rất nhiều, nhưng mà cái nghĩ chắc có lẽ nếu làm tiếp tục có thời gian mà làm nữa thì đang nghĩ là làm một tấm tranh về Thương Phế Binh. Thì trong đầu óc đã nghĩ cái cảnh mờ là người lính đang chiến đấu là cái cảnh mờ, và cái cảnh mà chú xúc động là chú được nhìn một tấm hình đứa bé cõng người cha mà bị cụt chân á. Yeah. Thành ra chú muốn lấy tấm hình đó làm cái phong cho cụt chiến binh, là cái hình nó sẽ nổi là cái hình mờ là người lính đang chiến đấu. Yeah. Đó, để làm một tấm tranh đó, nhưng mà không biết chú có làm được hay không thôi. Hy vọng mình sớm sẽ nhìn thấy rất tấm. Rồi thêm một tấm nữa là thế nghĩ, nhưng mà chắc cái này chú chưa biết có làm được không thôi. Yeah. Nhưng mà cái tấm đầu tiên là cũng muốn làm cái đó. Yeah. Cái thứ hai nữa là muốn làm tấm mà cái bão lụt ở Katrina đó. Oh. Có dồn một cái tấm hình mà ông Bush hình như là hỏi thăm một người nữ, là chú nhớ mãi mãi là chú có giữ tấm hình đó. Yeah. Nhưng mà không biết để coi coi nó có tác phẩm hay không. Là tính khắc cái bão lụt mà gọi là nổi tiếng ở Katrina. Em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống. Oh.
trôi rồi nước.